Của tôi hai chồng già ra đây ở chòi. Ra dựng cái chòi ở vậy nhường nhà lại cho con ở. Chỉ là một cái chòi thôi mà dựng toàn bộ là bằng cao su, với lại một vài cái miếng tôn nhỏ nhỏ củ lá vậy nè. Đó rồi mình gắn vô rồi xài thôi. Mỗi ngày là mình đi bán vé số là bán bằng xe này hả anh? Dạ, từ lúc em bị nạn đó, thì vợ em không có ở với em nữa, chỉ có hai cha con sống vậy thôi. Dạ, em đi làm thuê cho người ta, dạ. Em đi lên đốn cây á, em bị té gãy cột sống. Ở một mình à, trời ơi nhà dữ hơn vậy, bên đây thì không có vách, cặp vách với nhà người ta. Ở bên đây thì cái vách có nhưng mà, coi nè. Quá trời luôn, thấy thương quá. Dạ vậy rất cảm ơn Mạnh Thành Vân, rồi các cô chú qua tới đây tôi rất mừng lắm. Dạ. Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, thì bước qua năm mới thì Yến lại tiếp tục cái công việc và đến khảo sát thăm hỏi một số hộ bà con không có nước sạch sử dụng, và những cái hộ bà con mà ở vùng sâu vùng xa thì cái nguồn nước sạch nước máy thì không có đến được, cho nên là hiện tại là gia đình khó khăn, không có làm được cây nước, chỉ dùng bằng những cái nguồn nước ở xung quanh nhà, hàng ngày là sinh hoạt bằng cái nước sông, nước ao, nước mương, nước hồ, bao gồm cả sinh hoạt tắm rửa, giặt giũ và cả nấu nước ăn uống luôn là đều dùng cái nước ô nhiễm này. Những hộ mà hôm nay Yến đến thì thuộc huyện Kế Sách của Sóc Trăng, thì bà con hôm nay á là chẳng những là khó khăn về cái nguồn nước mà khó khăn về cả nhà ở nữa, rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Như Yến đã nói thì hôm nay là mình đi á, là những cái hộ này thì rất là sâu và cũng rất là xa, cho nên á như là Yến sẽ vào thăm hỏi, rồi chủ yếu là mình sẽ tìm hiểu về cái nguồn nước gia đình sử dụng, rồi Yến sẽ thông báo về được sự giúp đỡ cây nước của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, và Yến chỉ hỏi thăm nhanh gọn rồi mình sẽ đi qua hộ tiếp theo thôi, tại vì những hộ hôm nay là xa nhau lắm, Yến đi thì cái đoạn đường nó sẽ rất là mất thời gian, và còn có những đoạn là phải loại bộ rất là xa nữa. Dạ, bước sang năm mới thì cái phần giá khoan nước của huyện Kế Sách á, thì cũng có thay đổi một chút xíu. Thì bên thợ giàn khoan của họ á, thì cũng có báo lại cho Yến á, là năm rồi ở huyện Kế Sách thì mỗi cây nước mình khoan là giá 4,5 triệu, bao gồm là cả lắp đặt motor đầy đủ hết. Nhưng mà năm nay thì giá có thay đổi là mỗi cây nước là tăng lên 400.000 đồng, là 4,900 triệu một cây, thì cũng bao gồm tất cả là lắp đặt motor sử dụng đầy đủ luôn. Dạ, còn những cái huyện khác như là huyện Trần Đề, huyện Long Phú, bình thường Yến làm một cây là 5,5 triệu thì vẫn là giá 5,5 triệu, không có gì thay đổi cả. Và giá mà Yến vừa mới báo đây thì chưa có tính cái phần mà chán sân thêm 500.000. Nếu mà cô chú Mạnh Thường Quân có muốn giúp đỡ thêm cái phần chán sân thì có thể góp vào cho bà con 500.000 để chán thêm sân cho sạch sẽ cho bà con sử dụng. Và Yến cũng xin thay mặt cho bà con ở quê Yến xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con có những cái nguồn nước sạch để sử dụng. Và bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến là đi đến thăm từng hộ nha. Hộ tiếp theo Yến đến thăm là hộ của cô Lê Thị Điệp. Thì hộ này Yến được biết là không chỉ riêng gia đình của cô là cô với chú, mà còn thêm những người con ở xung quanh nữa. Thì tổng cộng là 3-4 căn nhà, nhưng mà chỉ có một cái cây nước để xài thôi. Nhưng mà cây nước này Yến được biết là hiện tại nó cũng bị hư nữa, cho nên cả gia đình là 3-4 nhà là không có nước xài luôn cô chú anh chị. Nhà rất là khó khăn. Nhà ở trong đây nè, ở trong đây là thuộc là rất là sâu nha, tại hồi nãy khúc lúc mà ở ngoài lỗ lớn mà Yến chạy vô tới trong đây là rất là xa. Dạ, đây nhà ở đây nè, một cái chòi nhỏ nè. Dạ con chào cô. Dạ chào chú. Dạ 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 cô cho con xin hỏi là cô Điệp hả cô? Cô dạ cô Điệp. Dạ à, chú tên gì chú? Thạch Bum. À dạ cô chú à, cô Điệp chú Bum. Dạ cho con hỏi đây là ở nhà mình là hình như là 3-4 nhà mà không có nước xài hả cô? Bốn nhà mà không có nước xài. Bốn nhà. Dạ, đó giờ là mình xài nước ở đâu cô? Như mương. Nước mương. Đây là nhà của cô chú, rồi nhà của con của cô chú hả? Là ba cái nhà kia đó. Ba cái nhà là con không à. Con không. Mà cả bốn gia đình là không có nước xài luôn. Không có nước xài luôn. Dạ, rồi mình xài cái nước mương này bao lâu rồi chú? Cô. Này là lâu lắm rồi đó, từ năm 95 tới giờ đó. Dạ. Con có nghe nói là mình có một cái cây nước bơm tay nhưng mà hình như bị hư hả con? Hư rồi.
hư. Xài không được lâu rồi bị hư. Dạ, cũng là cây đó cũng hư lâu lắm rồi hả? Lâu lắm rồi, nhiều năm rồi đó. Dạ, rồi coi như là nhà thì coi như là có người lớn tuổi, rồi có con nít không cô? Có mấy đứa cháu nè. À, mấy đứa cháu nhỏ nhỏ này. Mấy cháu nội hai đứa. Cháu nội. Rồi cháu ngoại sáu đứa. Dạ. Nó đi học hết rồi. Dạ. Rồi cô chú với con cô đồ đó là bình thường làm công việc gì để mình sống qua ngày cô? Đi mần mướn cho người ta, mấy đứa mần hồ, đứa thì mần trong công ty. À, yeah. Mần hồ với mần công ty là làm công nhân mai đồ đó hả cô? Ừ, mai của ông cội đó. Dạ, yeah. Hôm nay con đến thăm gia đình thì con có tin vui muốn báo cho cô với chú biết. Dạ, yeah. Là mình được Mạnh Thường Quân đó là chị Kiều Lê ở bên Mỹ thì giúp đỡ cho mình một số tiền là 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ, nhưng mà ở đây thì mình tới 4 cái nhà lận thì con sẽ cố gắng xin chị Kiều Lê chích ra cho mình làm 2 cây luôn để cho chia ra cho gia đình sử dụng. Tại tới 4 nhà mà mình xài 1 cây thì con nghĩ chắc cũng hơi khó cho nên đó là sẽ cố gắng làm luôn 2 cây cho 4 gia đình mình sử dụng ha cô ha. Dạ, cho con xin hỏi là trong đây mình có điện không cô? Có. Em vô đây rồi. Tháng này nữa 4 tháng rồi nè. À, là có điện, có điện mới 4 tháng nay thôi. Okay. Vậy là trước đó là không có điện để không xài có luôn. Điện luôn. Trời ơi, thấy khổ dữ vậy cô ơi. Dạ, mà cái nhà mình sao có cái chòi nhỏ xíu này à hả? Bị coi như hai chồng già, con thì nó có gia đình rồi cho nó. Còn tôi hai chồng già ở đây ở chòi. Trời ơi sao bên kia con thấy nhà cũng không có đến nỗi mà không có ở trong chổng mà ra đây dựng cái chòi ở khổ quá vậy. Bị có dâu đó, là hai đứa này nè, hai đứa cháu nội. Rồi thấy nó đi mần ngợn chuyện cũng thấy khó khăn quá. Nó nuôi mình thấy cũng cực khổ nữa. Nó thôi để đây vợ chồng già. Cứ như là mình mần được bao nhiêu ăn nhiêu. Rồi dưới có con rồi nó cho đó. Rồi nhìn dụm lại nên mua gạo mình ăn. Rồi ra dựng cái chòi ở vậy nhường nhà lại cho con ở. Thấy thương cô chú quá chừng luôn á. Thì để vài bữa nữa là con sẽ kêu thợ vào để phan cho mình ha. Thì 4 nhà là con sẽ cố gắng cho họ làm 2 cây nước. 2 cây nước này là cũng được sự giúp đỡ là của chị Kiều Lê ở Mỹ thì giúp đỡ cho mình mỗi cây nước là 4.900.000 đồng. Rồi. Giúp được vậy tôi rất cảm ơn. Thì Yến vừa mới vào thăm hoàn cảnh nhà của cô Điệp với lại chú Bum. Thì Yến được biết là cô chú với lại những người con của cô chú thì ở trong một cái chòm nhỏ như vậy nè, là có 4 ngôi nhà. Đây mình có thể đếm là 1, 2, 3 với thêm một cái chòi này nữa là coi như là 4. Hãy nói này là cái nhà chứ thật ra là chỉ là một cái chòi thôi mà dựng toàn bộ là bằng cao su với lại một vài cái miếng tôn nhỏ nhỏ củ lá như nè, đó rồi mình gắn vô rồi xài thôi. Dạ, thì cô có nói là thật ra là cô với chú là lớn tuổi cho nên là nhường nhà lại cho con với cháu ở rồi ra ngoài dựng cái chòi gì ở. Thì con với cháu cũng có đi làm để lo cho cô chú. Làm công nhân thì cũng lương thì cũng thấp cho nên là cũng không có khả năng, chỉ đủ là lo tiền ăn uống thôi. Mà bây giờ thì nước thì cũng không có xài, cả 4 hộ là đều không có xài. Mà từ năm 90 mấy tới bây giờ là toàn bộ mà xài bằng nước mương, nước ao thôi cô chú anh chị. Mà Yến thấy ha, cặp đây là có một cái ruộng nữa nè. Mà thường những cái nguồn nước mà gần ruộng thì đều là những cái nguồn nước bị nhiễm cái thuốc. Thì khi mà người ta xịt nó có thể là nó không thấm dưới đất mà cái hơi ở trên xịt thuốc nó cũng có thể bay vô cái nguồn nước. Ăn uống mà sử dụng cái nước này lâu ngày là rất là dễ bị bệnh luôn. Dạ, thì Yến nhận được sự giúp đỡ là của chị Kiều Lê ở bên Mỹ. Thì ở đây 4 hộ thì Yến sẽ làm trước 2 cây để cho 2 gia đình cho chia ra để cho sử dụng. Thì 2 hộ là 1 cây như vậy. Tại vì nhà cũng cặp bên thì mình câu ra xài cũng dễ nữa. Dạ, Yến xin cảm ơn chị Kiều Lê ở Mỹ rất là nhiều đã giúp đỡ cái phần này. Và ngày hôm sau thì Yến cũng sẽ kêu thợ vào để làm luôn cho gia đình. Dạ. Hộ tiếp theo Yến đến thăm đó là hộ nhà của gia đình chị Cẩm. Thì Yến được biết là hộ này là 2 vợ chồng với 1 đứa con nhưng mà không có nước sạch để xài. Và xài cái nước là cái nước ở dưới đây nè cô chú anh chị. Này cái nước ở dưới đây. Và cái nhà trong đây là mình không có chạy xe được, là Yến để xe ở ngoài kia rồi sau mình đi bộ. Mà Yến phải qua 2-3 cây cầu dừa giống như vậy nè để mới vô được tới nhà. Thì bây giờ là cái cây này là cây cầu cuối cùng rồi. Giờ mình sẽ đi vô nhà của chị. Dạ, đây, nhà của chị Cẩm ở trong này nè, cô chú anh chị. Dạ, thì nhà này không, hoàn toàn không có nước xài. Những cái nguồn nước giống như vậy nè. Đó, là 2, là gia đình xài giống cái nước này thôi.
Dạ em chào chị. Dạ chị là chị Cẩm hả chị? Dạ em nghe nói nhà mình hai vợ chồng với một đứa con là bé này ha. Dạ. Anh này chuẩn bị đi học hả chị? Dạ. Dạ thì em có nghe nói nhà mình đây là không có nước để sử dụng hả chị? Dạ. À, bình thường mình xài nước ở đâu chị? Nước dòng mương á. Nước mương là cái nước mương kế bên này đúng không? Dạ rồi mỗi ngày xách lên. Rồi có lóng phèn không chị? Không. Không lóng phèn luôn. Rồi xài đại vậy luôn hả? Rồi ăn uống tắm rửa rồi. Nước trong đó luôn. Ăn uống tắm rửa là nước đó luôn. Uống thì chỗ đó, chỗ nhà ba em á. À là nhà ba kế bên là xin nước ở nhà ba xài. Nhưng mà tắm rửa giặt giũ là xài nước ở dưới đây. Dạ. À, trời ơi thấy thương quá. Hôm nay em đến thăm gia đình mình á thì em có một tin vui muốn báo cho gia đình mình biết ha chị ha. Là mình nhận được sự giúp đỡ là của anh Winston Nguyễn và cô Diệu Nguyên ở Mỹ có gửi tặng cho mình 4.900.000 để làm một cây nước sạch. Dạ. Yeah. Thì cái này là hôm sau em sẽ kêu thợ vô để khoan cho mình sử dụng ha chị ha. Dạ cảm ơn cô chú giúp đỡ cho gia đình em. Em xin cảm ơn ạ. À, em biết nói gì hơn không nói gì nữa thôi. Dạ. Chị đừng có giận, đừng có buồn. À, không sao đâu chị. Tại em biết mà. Dạ chị không có gành tiếng Việt cho nên là sợ nói không đúng. Dạ. Dạ dạ cô chú thông cảm cho chị ha. Dạ rồi vậy để hôm sau là em sẽ kêu thợ vô phan nước cho mình sử dụng nha chị ha. Dạ từ đây trở đi là mình có nước để mình xài để sạch rồi, không có cần xài cái nước sông nữa. Nhất là em bé nè. Dạ. Em bé nó xài nước sông nó hoài, nước mương nó hoài, nó bệnh nó chị ha. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ, rồi. Hộ tiếp theo Yến đến thăm đó là hộ của anh Thuận. Dạ, thì Yến được biết đó là anh Thuận đang ở với người con trai của anh. Thì con trai của anh học lớp 6. À, anh Thuận thì bị tật ở chân cho nên là mỗi ngày là anh đi bán vé số là ngồi trên chiếc xe lắc để đi bán vé số nuôi con học lớp 6. Dạ, thì Yến được biết là hai cha con anh là nhà là không có nước xài. Mỗi lần xài nước thì ở trong đây thì cũng không có kênh. Thì anh cũng không đi lại tiện để xách cho nên là cũng xin nước ở nhà kế bên để người ta xài. Dạ, thì bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào thăm nhà của anh Thuận nha. Dạ, dạ em chào anh. Dạ, à, dạ. À, anh là anh Thuận đúng không anh? Dạ, dạ. À, mỗi ngày là mình đi bán vé số là bán bằng xe này hả anh? Dạ, dạ đúng rồi chị. Thường là bán ở đâu anh? Dạ, em đi ra đây, đi ra ngoài chợ Đại Ngãi rồi đó. À, dạ. Dạ. À, đây là mình chạy qua tới bên Đại Ngãi luôn. Dạ, dạ chỗ khúc kế sách này là giáp ganh với bên Đại Ngãi, Long Phú, cô chú anh chị. Dạ. Dạ. À, thì ngày mình bán được nhiêu vé anh? Dạ, ngày được 100 tờ rồi chị. 100 tờ, dạ. Lời được khoảng 100 ngàn. Dạ, 100 ngàn. Dạ. Anh hiện tại là ở với người con trai ha? Dạ. À, con trai hả? Anh có đi học không anh? Dạ có, được học lớp 6 rồi chị. Lớp 6 rồi. Dạ. Dạ. Rồi cho em xin hỏi thăm chị ở đâu á, chị vợ của anh á. Dạ. Dạ. Từ lúc em bị nạn đó thì vợ em nó không có ở với em nữa, chỉ hai cha con sống vậy thôi. Dạ. Dạ. À, lúc trước là mình bị tai nạn xe hay sao anh? Dạ em đi làm thê cho người ta. Dạ. Em đi lên đốn cây á, em bị té gãy cục sống. Trời, đốn cây dừa rồi đó ha, dạ, là bị đốn cây xài nè chị. À. Rồi em bị té, chợt chân té bị gãy cục sống. Dạ, rồi dạ. Là cái chân cũng bị luôn. Dạ. Dạ, rồi từ đó là bắt đầu mình ngồi xe lăn đi bán vé số. Dạ. 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 Em có thấy nhà này hình như là mình được bên nhà tình thương người ta giúp đỡ cho ha anh? Dạ đúng rồi chị, dạ cũng mới cất cho mấy tháng nay chị. À mới cất là mấy tháng nay thôi. Dạ. Dạ. Rồi bình thường là mình xài nước là mình dùng nước ở đâu anh? Dạ em xin hàng xóm nè chị. À, xin nước nhà hàng dạ. Xóm người ta cho nước xài ha. Dạ, nhờ hàng xóm thương người ta cũng cho mình nước xài. Dạ. Dạ, nhưng mà em thấy anh là đi lại hơi khó, nếu mà mình xách nước chắc cũng hơi khó đúng không anh? Dạ thì cũng nhờ nhỏ chiều về vậy đó chị. À. Dạ nhờ nhỏ xách. À. Thùng hai thùng vậy đó mình xài. À, nhờ đứa con xách nước về cho mình xài ha. Dạ. Thì hôm nay là em đến thăm gia đình mình thì dạ. Em có nhận được sự giúp đỡ là của một chị Mạnh Thường Quân. Dạ, có một chị Mạnh Thường Quân xấu tên ở bên Mỹ thì có gửi tặng cho mình số tiền là 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ. Dạ thì cái phần này là vài bữa nữa em sẽ nhờ thợ vào để phan và lắp đặt cho mình sử dụng luôn ha anh ha. Dạ cảm ơn anh chị ở Mạnh Thường Quân ở Mỹ á. Đã tài trợ cho em được vậy. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn. Dạ dạ. Dạ rồi vậy để vài bữa nữa em vào rồi em kêu thợ vào phan cho anh ha. Dạ, dạ. Rồi. Dạ em cảm ơn. Dạ dạ rồi. Dạ. Hộ hôm nay đến thăm đó là hộ của chú Thương. Hộ này Yến biết là chú ở có một mình thôi. À, bà cũng không có nước dùng thì mỗi ngày là Yến có nghe nói là xách nước ở xung quanh để xài thở. À, và Yến được biết là chỗ của chú ở là coi như là cái nhà là cũng tan nát hết. Chú thì ở một mình không có vợ con gia đình gì hết á cô chú anh chị. Dạ bây giờ mình sẽ vào thăm chú và mình báo tin cây nước cho chú biết nha. Dạ.
Dạ con chào chú. Dạ chú là chú Thương hả chú? Dạ. Dạ cho con xin vô nhà cái nhà chú. Dạ dạ dạ. Ôi ở chú ở một mình hả chú? Ở một mình à. Trời ơi nhà dữ hơn vậy. Bên đây thì không có vách, cặp vách với nhà người ta. Ở bên đây thì cái vách có nhưng mà coi nè. Quá trời luôn, thấy thương quá. Dạ. Ở đây chú không có gia đình, ở một mình thôi. Ở một mình. Dạ, chú ở đây bao lâu rồi chú? Ở đâu coi chữ ra mười mấy năm rồi. À, ở đây ở mười mấy năm là nhà này lúc trước là bên tình thương, nhà tình thương người ta tặng cho. Thì tặng cho. Dạ, dạ. Rồi con nghe nói ở đây mình không có nước xài, bình thường chú xài nước ở đâu chú? Xin cả bên hông bển, nhà phía bên kia. À, xin nước người ta xách về xài. Thùng vậy. À, xin thùng vậy về xài, mỗi lần đi là xách. Dạ. Dạ bữa nay con đến thăm chú thì con có tin vui muốn báo cho chú biết là có cô Nguyệt ở bên Pennsylvania, Mỹ có gửi tặng cho mình số tiền là 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ thì để hôm sau thì con sẽ nhờ mấy anh thợ đến khoan cho nhà mình sử dụng ha chú ha. Dạ thì với cô vậy thì tôi cảm ơn. Dạ. Tôi cũng nghèo chứ đâu có làm gì được đâu. Dạ. Khổ. Rồi cảm ơn cho thầy đó, cảm ơn cho cây nước đây, cảm ơn. Dạ, dạ vừa rồi thì Yến có vào thăm chú Thương thì Yến cũng có thấy là nhà của chú coi như là gách tùm lum hết trơn cô chú anh chị, hai bên hầu như là coi như là giống như không có vách vậy đó. Và chú có nói là nước bình thường là chú có xin người ta ở vòng vòng xóm người ta xin rồi xách về thùng để xài, nhưng mà có khi là không có nước xài chú cũng phải dùng những cái nước ở ngoài sông ngoài ao để xài gì đỡ. Dạ thì nãy Yến có báo tin cho chú biết là chú cái nước của chú là được cô Nguyệt ở Pennsylvania, Mỹ có gửi tặng cho chú là 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ Yến xin cảm ơn cô Nguyệt ở Pennsylvania, Mỹ đã giúp đỡ cho chú. Dạ. Dạ hộ tiếp theo Yến đến thăm đó là hộ của chú Trần Chương. Thì chú hiện tại là sống một mình, chú cũng có vợ con chú, nhưng mà vợ con thì hiện tại đi làm rồi không có nhà cho nên chú ở một mình. Dạ ở nhà chú ở bên đây nè cô chú anh chị, nhà cái nhà lá đó đó. À, mình đi xuống đây mình vòng qua. Thì Yến được biết thì chú cũng không có nước xài cho nên là chú xài cái nguồn nước này nè. Đây, đây là cái nguồn nước chính mà chú xài thường ngày đó. Ở trong đây là cái hụt cái dùng mà rất là sâu ở trong đây luôn. Nên là xe mà không thể chạy vô đây được nữa cho nên nó là nước là không có dẫn vô đây cô chú anh chị. Dạ con chào chú. Dạ chú tên là chú Trần Chương hả chú? Dạ. Trương. Dạ chú cho con hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Sinh 1964. 64 hả? Dạ. 64 là coi như 59 gần 60 tuổi rồi. Dạ. Dạ con, hiện tại là chú ở một mình hả chú? Hiện tại dạ. Ở mình mà. À, dạ, gọi bình thường ở đây là chú làm công việc gì để mình kiếm sống chứ? Tôi thì trồng rẫy chút đỉnh, trồng đậu đũa, bán vú sữa này kia đó. À trồng ít cây trái chút đỉnh vậy để mình thu hoạch rồi mình bán ha chú ha, là ở nhà mình làm vườn. Dạ. Dạ thì con nghe nói ở đây mình không có nước sạch để xài hả chú? Dạ không có cô. Dạ bình thường chú xài nước là nguồn nước ở đâu chú? Nước là mất từ sông ướt cái mương rồi lên. Mất mương lên rồi lóng phèn không chú? Lóng. Lóng phèn rồi bắt đầu là cái đó là mình dùng cho sinh hoạt là giặt giũ, tắm rửa. Dạ, rồi ăn uống. Nấu cơm. Nấu cơm bằng cái nước đó luôn. Dạ, mà cái nước đó nó ô nhiễm quá rồi mình cũng xài luôn hả chú? Xài luôn chứ sao cô. Dạ, dạ. Bữa nay con đến thăm chú thì con có tin vui muốn báo cho chú biết là được một chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Úc thì có giúp đỡ cho mình 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ, hôm nay thì con sẽ hôm sau thì con sẽ kêu thợ vào để khoan cây nước cho mình sử dụng ha chú ha. Dạ, nhà mình có điện không chú? Dạ có cô. À có điện như là mình xài nước được rồi ha. Dạ vậy rất cảm ơn Mạnh Thành Vân rồi các cô chú qua tới đây tôi rất mừng lắm. Dạ 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 rồi vậy có để hôm sau con kêu thợ vô phan cho chú ha chú. Dạ, ha dạ, dạ rồi con chào chú nha. Dạ dạ hộ tiếp theo mà Yến đến thăm là hộ của bà Thạch Mỹ. Thì hộ này là bà cũng ở một mình và không có nước xài, thì ở nhà cái bên có khoan một cái nước nhưng mà bà không có xài ké được cho nên là bà dùng cái nước mương nước sông ở gần nhà để sử dụng. Dạ bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào thăm bà nha. Nhà bà ở đây nè cô chú anh chị. Dạ bà ơi. Dạ, dạ con chào bà. Dạ 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 dạ. Dạ bà cho con xin hỏi thăm bà là bà Thạch Mỹ hả bà? Thạch Thị.
Hạt thị bỉ. Hạt thị bỉ. Bỉ. Y. Dạ. Dạ. Bà cho con xin hỏi là ở đây bà ở một mình hả? Dạ nhà, ở mình ơn. Nhà có con cháu gì không bà? Không có con cháu nó nuôi hết chứ ở mình ơn. À rồi con cháu là không ở gần nữa, giờ ở con mình thôi. Dạ. Dạ con nghe nói ở nhà mình đó là bình thường không có nước để tắm rửa giặt giũ xài sử dụng đó. Dạ. À, bình thường bà xài nước ở đâu bà? Con nước đâu móc lên xài không. Múc ở đâu bà? Mua nước xui nè hay móc trong xài trong xài không đó đỡ ăn sao này nè. À là cái nước mương ở sao xài là cái nước đó là dùng để tắm rửa giặt giũ đúng không bà? Giặt giũ vô chừng nào nước lớn mới giặt giũ để một đống đó nữa. À nhà đợi nước lớn lên rồi giặt rồi uống thì mua cái bình nước này để uống dạ rồi nấu cơm dùng nước cơm nước này khuôn luôn. À nấu với nướng là uống là nước này còn tắm rửa giặt giũ là dùng cái nước sông mương ở bên hông. Mà cái nước mương ở bên hông liền thấy nó rất là đen luôn của chú anh chị nào. Bờ lớn mới xài nó không lớn để dành nó một đống nó quần áo. Dạ, dạ, thường quá dạ. Rồi ở nhà là có một mình thôi hả bà ha? Dạ, gắn cách gắn là không có chút đỉnh là bệnh không cô. Dạ, dạ. Có thuốc uống nè. Dạ. Không nói chút. Dạ, không sao đâu bà, con không biết mà. Không. Dạ. Trời. Độ trong mặt á. Dạ, rồi ở nhà có bảo hiểm không bà? Có. Dạ, có bảo hiểm ha. Dạ, bữa nay con đến thăm bà thì con có một cái tin vui muốn báo cho bà biết là được sự giúp đỡ là của chị Lâm Huệ Ngọc, chị Lâm Huệ Khanh và chị Liên Ly Ly ở bên Canada giúp đỡ cho mình số tiền 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ, sao? Vài bữa đó. Bà Y. Dạ. Dạ. Dạ, thì vài bữa nữa là con sẽ kêu họ vô để phan cho bà sử dụng ha bà ha. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy Phương cấp cái nước cho bà già. Không sao thì con sẽ đến rồi để phan cây nước cho bà ha bà ha. Khi Yến đến thăm nhà của bà thì Yến cũng có thấy ở trước nhà là có một cái cây nước như vậy nè cô chú anh chị. Nhưng mà Yến có hỏi á thì thật ra là cây nước này là của nhà kế bên và cái miếng đất ở trước này cũng là của nhà kế bên. Nhà bà chỉ là lọt lòng cái miếng đất ở bên trong đó thôi. Chứ thật ra là cái này không phải của bà. Và bà thì không có nước sử dụng, cũng không có sử dụng ké nhà người ta được. Cho nên đó, là bà uống ăn uống thì bà mua một cái bình nước suối 10.000 đó bà uống. Còn sử dụng tắm rửa giặt giũ thì bà xài cái nước này nè cô chú anh chị. Đây cái nước ở bên đó đó. Mà theo như bà nói đó, thì hiện tại là nước thấp cho nên bà không có xài được. Đợi nước nó lớn nó vô rồi thì bà mới xài. Nhưng mà hiện tại liền thấy cái nước nó cực kỳ đen luôn, rất là bị ô nhiễm. Nhưng mà bà đã sử dụng cái nước đó mỗi ngày đó. Và Yến cũng xin rất là cảm ơn chị Lâm Huệ Ngọc, chị Lâm Huệ Khanh và chị Liên Ly Ly ở Canada đã giúp cho bà có một cái cây nước sạch để sử dụng. Hôm sau thì Yến sẽ nhờ thợ vào để phan cho bà. Dạ. Dạ, hộ tiếp theo Yến đến thăm đó là hộ của chị Sơn Thị Tâm. Hộ này cũng ở kế sách Sóc Trăng luôn. Và Yến được biết thì hộ này là hai vợ chồng, hai đứa con. Thì không có nước sạch để xài mà xài cái nước sông ở đây nè. Nước sông ở đây thì đợi nước lớn lên thì mới xài được cô chú anh chị. Dạ. Thì bốn người nhưng mà không có nước xài. Bây giờ Yến sẽ vào thăm gia đình và mình sẽ báo cái tin được giúp cây nước cho gia đình chị Tâm biết nha cô chú anh chị. Dạ. Thì đây là chỗ cái chòi nhà chị Tâm. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chị là chị Sơn Thị Tâm hả chị? Dạ. Dạ. Nhà mình là có hai vợ chồng, hai đứa con hả chị ha? Dạ. Rồi em có nghe nói là mình không có nước xài đúng không chị? Dạ. Bình thường mình xài nước ở đâu chị? Dạ em xài nước sông chị. Nước sông ở sau nhà này nó hả chị? Dạ. Gia đình mình là bình thường là vợ chồng chị là làm công việc gì? Nhà anh đi phụ hộ, còn em ở nhà coi con. Thì bữa nay em đến thăm gia đình mình thì em có nhận được sự giúp đỡ là của một chị Mạnh Thường Quân giấu tên, có quê ở Sóc Trăng, hiện tại đang ở New York, Mỹ. Thì giúp đỡ cho mình 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sông. Dạ. Thì cái phần này là hôm sau là em sẽ nhờ thợ vào để khoan nước cho mình sử dụng ha chị ha. Dạ. Cảm ơn các chú giúp cho em được cái nước xài. Dạ, cô chú anh chị thông cảm tại vì chị Tâm thì chị không có gành cái tiếng Việt cho nên là chị không có nói được nhiều. Dạ, nhưng mà chị cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chị được cây nước nha. Dạ. Để hôm sau thì em sẽ nhờ thợ vào phan cái nước cho mình sử dụng ha chị ha. Dạ, dạ thì đây mai mốt là mình có cây nước rồi thì không cần phải dùng nước sông nữa ha. Dạ. Nhà mình có điện đúng không chị? Dạ. Dạ, có điện rồi hai vợ chồng hai đứa con ở cái chòi nhỏ xíu vậy đó hả? Dạ. Thấy thương quá chừng luôn. Dạ.
Dạ, rồi để qua hôm sau thì em sẽ nhờ họ quay trở lại phan cho chị nha. Dạ, dạ. Rồi em chào chị nha. Dạ. Dạ. Dạ, hộ tiếp theo Yến đến thăm đó là hộ của cô Dung. Thì Yến được biết đó là hai cô chú là lớn tuổi rồi và cũng chỉ có hai cô chú sống ở nhà thôi. Nhưng mà không có nước sạch để xài. Mỗi ngày là hồi lúc trước là ở nhà có một cái cây nước là cây nước này nè cô chú anh chị. Nhưng mà cây nước này lúc trước là mình bơm tay nhưng mà đã hư rất là nhiều năm nay rồi và cũng không có khả năng để sửa lại. Thì cây nước bơm tay là khi mà mình bơm thì mình phải dùng sức rất là nhiều, bơm rất là lâu nó mới lên. Tại những cây nước xa hồi thời gian sau này dùng bơm tay là rất khó lên nữa. Và cho nên là nhiều năm nay là không có nước xài, thì mỗi lần xài nước là cần nước thì phải đi ra rất là xa, xách ở ngoài đó là xin nước nhà người ta xách vô tới trong đây. Mà cô chú thì lớn tuổi mà phải đi xách nước như vậy đó cô chú anh chị. Hình bữa nào mà xách không nổi thì xài tạm là xài cái nước đó đó. Mà cái nước ở trong đây là cái nước mà người ta dùng để tưới tiêu thì cái nguồn nước này nó không có sạch, nhiều khi có thuốc nữa thì xài rất là nguy hiểm. Dạ, bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào bên trong thăm nhà của cô chú Dung nha. Dạ, dạ cô. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Dạ, nhà mình đây là có cô chú thôi hả cô? À, dạ, có hai người. À, dạ, dạ, cô ngồi đi cô. Dạ, dạ cô dạ. Ngồi đi. Dạ. Năm nay bảy mấy tháng. À, dạ, vậy là ông bảy mấy rồi. Dạ, dạ, vậy là... Ông bệnh tim. Dạ, 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 con bác... Rồi... Bác năm nay bao nhiêu? Năm nay, năm nay cô 73. Cô 67. 67 rồi, vậy là bác, hai bác cũng là lớn tuổi lắm rồi. Dạ, mà nhà mình không có nước sạch để sử dụng hả bác? Dạ. 4 năm rồi, cây mất hư 4 năm rồi, không có tiền làm đó. Cây nước nó hư 4 năm rồi. Trước giờ khi mà cây nước hư tới giờ đó là cô với hai bác đó là dùng nước ở đâu để mình xài? Đi xin nhờ người ta ở lân cận rồi xách thấy mồ luôn. Trời, sáu mấy bảy mấy tuổi rồi còn phải đi xách nước nữa. Dạ, rồi xách nước rồi về để ăn uống tắm rửa rồi dùng cái nước đó hả bác ha. Dạ, thì bữa nay là con đến thăm gia đình mình thì con có nhận được sự giúp đỡ của các cô chú Mạnh Thường Quân, cô Tiffany Lê và chú Dũng Trần ở bên Mỹ, thì có giúp đỡ cho mình 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ, cái này thì hôm sau con sẽ kêu thợ vào để phan cho hai bác sử dụng ha. Dạ, vậy rất mang ơn, cảm ơn nhà tài trợ giúp đỡ, với lại cảm ơn mấy em mấy cháu. Dạ, 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 thành thật mang ơn. Dạ, dạ, bữa nay con đến để báo tin thôi, cái này là của cô chú ở Mỹ giúp đỡ cho mình. Dạ, dạ, thì hôm sau con sẽ kêu thợ đến rồi phan rồi cho hai bác sử dụng luôn ha. Dạ, dạ, nhà mình có điện đúng không? Có, dạ, có điện. Rồi có điện là mình rất mang ơn. Dạ, tại vì cây nước của con làm á là có luôn motor rồi làm đầy đủ hết trơn, chỉ cần bật công tắc lên là xài thôi. Dạ. Dạ rồi, vậy để rất là mang ơn nha. Dạ, dạ, dạ rồi, con cũng xin phép ha. Dạ, con chào hai bác nha. Dạ, dạ. Dạ, hộ tiếp theo mà Yến đến thăm đó là hộ gia đình của vợ chồng anh Sang. Thì Yến được biết là hộ này là hai vợ chồng với một đứa con, mà đứa con thì cũng còn nhỏ thôi cô chú anh chị. Nhưng mà nhà thì không có nước sạch để xài, mà xài mấy cái nguồn nước sông, nước mương ở gần gần nhà vậy thôi nè. Dạ, thì nhà cũng rất là khó khăn cho nên không có khả năng làm cái cây nước sạch để sử dụng. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến vào bên trong để thăm hộ nhà của anh Sang nha. Dạ. Nhà này là xài cặp vách nữa bên đây nữa, cặp vách nhà người ta nữa nha. Dạ em chào anh. Dạ anh là cho em xin hỏi không, anh là anh Sang đúng không anh? Dạ. Dạ, em có nghe nói là nhà mình hai anh chị với lại một bé. Bé bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ 6 tuổi chị. 6 tuổi rồi, bé được có đi học không anh? Dạ đang học lớp 1. À học lớp 1 ha. Dạ bình thường là anh chị làm công việc gì anh? Hồi trong Tết em mình là ra Sóc Trăng làm hồ ấy. Dạ, dạ là coi như hai vợ chồng là làm hồ. Dạ. Vợ em phụ quán. À, vợ thì phụ bán quán, còn anh thì làm hồ ha. Dạ. Thì em có nghe nói ở đây là hai chồng mình là không có nước sạch để sử dụng hả anh chị ha? Dạ, xách nước mương lên lóng phèn xài không? À, bình thường hai chồng xách nước mương lên lóng phèn xài. Dạ, rồi cái đó là mình giặt vũ khắm rửa rồi xài nước đó hết luôn hả anh? Giặt vũ thì ra mà kinh quá là giặt ngoái thì xách nước rồi đập bên sông đừng gạch. Dạ. À, nước là lấy cái nước này lên là để nấu nướng luôn hả? Dạ. Dạ. Dạ, rồi nhà có em bé mình cũng xài cái nước này lâu quá thì cũng không có tốt cho sức khỏe nữa đúng không anh? Dạ, dạ có mấy mặn quá trời luôn chị. Mặn ha. Dạ.
Dạ. Thì bữa nay em đến thăm gia đình mình thì em có nhận được sự giúp đỡ là của cô Út Thái Kim Hưng ở bên Paris, Pháp có gửi tặng cho mình số tiền 4.900.000 đồng để làm một cái cây nước sạch. Dạ, thì để cái này thì khoảng vài hôm nữa thì em nhờ thợ vào sẽ khoan cho gia đình mình để sử dụng ha anh chị ha. Dạ, cảm ơn cô đã cho cây nước sạch để sử dụng trong gia đình. Dạ. Xin thật cảm ơn cô. Kính thưa cô chú anh chị, thì vừa rồi là Yến đã đưa cô chú anh chị cùng Yến đến thăm 8 hộ gia đình mà không có nước sạch sử dụng, và nguồn nước sử dụng chủ yếu của 8 hộ gia đình mà hôm nay Yến đến thăm toàn bộ là hầu như là dùng nước mương, nước kênh hoặc là nước sông, không có một cái nguồn nước sạch nào để sử dụng hết. Chỉ có một hộ là của hai ông bà là xài cái nước sạch, mà nước sạch này cũng phải đi rất là xa để xách từng thùng xin người ta về để xài, nhưng mà hai ông bà thì cũng lớn tuổi rồi cô chú anh chị. Thì 8 hộ gia đình này là đều rất là khó khăn và rất là cần cái nguồn nước sạch. Tại vì Yến đến thì những hộ ngày hôm nay thì đa số là có trẻ nhỏ hoặc là có người già, mà nếu mà trẻ nhỏ với người già sử dụng cái nguồn nước nha bị ô nhiễm mà sử dụng nhiều quá thì Yến nghĩ là rất là dễ gây ra những cái căn bệnh, mà có khi bị bệnh rồi thì lại không có tiền để mà thuốc thang trị bệnh nữa, rất là khó khăn luôn. Và hôm nay thì đến 8 hộ nhưng mà có một hộ là trong đó là có tới 4 cái nhà, thì 4 cái nhà ở gần nhau mà đều không có nước sử dụng, thì hộ đó là mình làm 2 cây nước, coi như tổng cộng là mình sẽ làm 9 cây nước. Thì hôm nay là Yến đến thông báo được sự giúp đỡ của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà con những cái cây nước sạch. Thì hôm nay là thông báo xong 9 cây thì Yến sẽ nhờ anh thợ là đến khoan và lắp đặt để cho cả gia đình sử dụng. Và hôm sau khi mà khoan xong thì Yến sẽ đến bàn giao. Và sắp tới Yến cũng còn nhiều hộ khác ở trong tại huyện Cái Sách này nữa. Hôm khác Hiển cũng sẽ đến tiếp tục để khảo sát và tìm hiểu, thăm hỏi một số gia đình không có nước sạch để sử dụng. Một lần nữa Yến rất là cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con có những cái cây nước sạch để sử dụng. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.